Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật quen thuộc và quan trọng trong đời sống nông nghiệp, đó là con trâu. Con trâu không chỉ là người bạn đồng hành trung thành của con người trong việc làm ruộng mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cuộc sống và tính cách của chúng. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con trâu và vai trò của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Trâu là loài động vật có vú với thân hình vạm vỡ và lông thường có màu đen, da trâu dày và bóng loáng. Hai tai giống như hai chiếc lá đa, luôn nhí nhảnh để đuổi ruồi và cũng giúp trâu nghe rõ những tiếng động xung quanh. Mũi trâu ươn ướt, mắt lớn và tròn như hai viên bi, chỉ có một hàm răng, một cái đuôi ngắn với một búi lông ở đuôi. Hai cái sừng uốn cong hình lưỡi liềm giúp trâu tự vệ chống lại sự tấn công từ kẻ thù. Mỗi năm, trâu chỉ đẻ từ 1 đến 2 con. Trâu con mới sinh được gọi là con nghé. Con trâu đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cày ruộng và kéo xe trong nông nghiệp. Chúng làm việc cật lực và chịu khó, giúp người nông dân cày ruộng và vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả. Trâu là động vật nhai lại. Nó không có hàm răng trên. Trâu có khả năng chống bệnh tật cao và thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm. Khẩu phần ăn của chúng chủ yếu là cỏ. Chúng cũng ăn trái cây, cây bụi, vỏ cây và lá cây. Trâu nước hoang dã kiếm ăn lúc hoàng hôn và rạng sáng ở những bãi đất trống. Thời gian kiếm ăn này giúp cho chúng tránh được cái nóng tồi tệ nhất trong ngày. Trâu dành phần lớn thời gian để ngập trong vũng nước bùn của các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Chúng có móng rộng để ngăn việc bị chìm quá sâu trong bùn và cho phép chúng di chuyển trong các vùng đất ngập nước và đầm lầy. Nước cũng giúp cơ thể chúng giữ mát. Thêm nữa, theo một số nghiên cứu, bùn đóng vai trò như một rào cản vật lý để bảo vệ trâu nước khỏi bị côn trùng cắn. Thứ nữa là khi nước bốc hơi khỏi bùn trên da cũng giúp da trâu tránh được ánh nắng trực tiếp, bảo vệ trâu khỏi hơi nóng và tác hại của tia cực tím. Khi bị săn hoặc bị đe dọa tính mạng, trâu có thể chạy với tốc độ tối đa gần 50 km/h. Con trâu cũng có một trí nhớ rất đặc biệt, người ta dẫn nó đi một quãng đường xa hàng chục cây số, qua nhiều kênh rạch ngang dọc, nhưng nó vẫn nhớ chỗ ở cũ và có điều kiện là nó quay về đúng hành trình cũ mà nó đã đi. Tuy là loài vật nhưng con trâu cũng có tình cảm, biết nhe răng cười khi vui, biết trào nước mắt lúc buồn, biết phân định lãnh địa, biết chăn dắt bầy đàn. Đặc biệt trâu còn biết nghe lời người chủ lúc cày bừa. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con trâu, một người bạn đồng hành trung thành của con người trong việc làm ruộng và nông nghiệp. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới động vật xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.